bốn con giáp tháng 8 âm lịch, vượng vận quý nhân, trời bắt phải giàu, gia đạo hưng vượng, thời tới cản không kịp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, có lẽ các bạn đã rất nhiều lần gặp được quý nhân. Những cái lúc khó khăn, những cái lúc vất vả nhất thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp cho các bạn vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Và trong cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người và có những cái mối quan hệ trở nên thân thiết, gần gũi, gắn bó và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vui tươi hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người bước vào cuộc sống của các bạn và để lại cho các bạn những cái bài học quý giá, ngày càng trưởng thành hơn. Gặp gỡ được ai đó chính là cái duyên. Nếu mà họ giúp cho cuộc sống của các bạn thêm phần may mắn thì đó chính là quý nhân của các bạn. Với những cái người như vậy thì các bạn nên trân trọng và giữ họ ở bên mình thật lâu, quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp được vượng vận quý nhân trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe để biết xem mình có là một trong những con giáp may mắn đó hay không và có được hưởng cái lộc trời ban do quý nhân ban tặng hay không. Quý vị thân mến, nếu như mà quý vị biết ấy, có những cái người mà người ta có cái quan hệ rộng đấy, thì chỉ cần một câu nói thôi thì cũng có gì bạc tỷ trong tay. Đó. Một câu nói thôi cũng sẽ nhận được những cái dự án cực lớn và một câu nói thôi cũng sẽ giúp cho công việc của các bạn được thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, những người đó được gọi là quý nhân, có thể là âm quý nhân, có thể là dương quý nhân. Và họ cũng sẽ giúp cho cái vận trình của các bạn ngày càng được tăng tiến. Vậy nên cái vận quý nhân nó cực kỳ là quan trọng trong cái đời sống cũng như là trong cái cuộc đời, trong cái hành trình của một đời người. Đó. Và cái vận quý nhân nó cũng có rất nhiều quý nhân. Đấy, ví dụ một người chúng ta cũng sẽ có rất nhiều quý nhân. Có thể là gì? Thiên ất quý nhân, đó. Bao gồm là gì? Dương quý nhân, âm quý nhân. Đấy, cũng có thể là tam hợp quý nhân, cũng có thể là gì? Lục hợp, cũng có thể là tam hội, vân vân. Thì đó là những cái mối quan hệ nó mang lại những cái quan hệ tốt, mang lại những cái mối làm ăn, mang lại những cái cuộc gặp gỡ nó được thuận lợi hơn. Đấy. Và con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp này được cực kỳ vượng vận quý nhân, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đâm ra là trong cuộc sống, tháng 8 âm lịch của con giáp này thì cực kỳ là may mắn. Đó chính là những người tuổi Sửu. Cái vận quý nhân của những người tuổi Sửu khá là vượng trong cái tháng 8 âm lịch này. Nói chung ấy, được cái cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là công việc của những người tuổi Sửu nhìn chung là hanh thông thuận lợi một cách bất ngờ suốt cả tháng. Các bạn hãy chăm chỉ, nhiệt tình, làm việc và sẵn sàng thực hiện hóa các kế hoạch của mình. Chắc chắn nhiều thành công đang chờ đón các bạn ở phía trước. Trong tập thể, các bạn sẽ khẳng định được cái vị thế và cái khả năng của mình, nên cũng sẽ nhận được cái sự nể phục của đồng nghiệp và sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Đối phương có thể giao cho các bạn những cái nhiệm vụ trọng đại ở trong thời điểm này. Tất nhiên, phụ trách những cái công việc ấy nó không khó tránh khỏi những cái vất vả, những cái khó khăn, thậm chí là phải làm việc khi mà mọi người khác đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cái kết quả cuối cùng nó cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là cái sự cố gắng, cái sự hy sinh của mình hoàn toàn không uổng phí. Thậm chí có người còn được quyết định thăng chức, tăng lương ở cái thời điểm này. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi mà được quý nhân trợ giúp, những người tuổi Sửu cũng có những cái vận may nhất định. Trong thời gian này, những người tham gia học hành thi cử cũng sẽ phải đối diện với những cái kỳ thi quan trọng ấy. Thì các bạn cũng chỉ cần tin tưởng vào cái kiến thức của mình và cái khả năng của mình, không quên ôn luyện thì chắc chắn cũng sẽ đạt được những cái thành công nhất định. Nếu mà có ý định chuyển đổi công việc hoặc là bắt tay vào những cái lĩnh vực mới thì các bạn cũng có thể xem xét và tiến hành trong cái thời điểm này. Các bạn tập trung và nghiêm túc làm việc thì có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân, được người đi trước dẫn dắt và truyền cho các bạn những kiến thức, kinh nghiệm quý giá. Vì vậy, để tăng cường cái vận quý nhân thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó anh thông, sự nghiệp thì nó phát triển. Vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu trong cái tháng 8 âm lịch cũng có những cái bước phát triển đáng mơ ước trong thời gian này. Các bạn luôn có một cái túi tiền rủng rỉnh để thoải mái chi tiêu, không cần phải
cân đo đong đếm quá nhiều. Bên cạnh đó, trong thời gian này, những người làm công ăn lương cũng hoàn thành vượt trội các nhiệm vụ được giao. Sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó nên là cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao và không ngại dành cho bạn những cái khoản thưởng nóng hay là cái cơ hội được tăng lương thăng thưởng. Khi mà đã khẳng định được cái vị thế của mình trong tập thể, thì các bạn thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, đảm bảo cái tài chính của các bạn ngày càng được bền vững. Với những người mà làm kinh tế, các bạn làm ăn giữ chữ tín, chân thành, thẳng thắn nên là cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng, của đối tác. Nhiều người từng mua hàng của các bạn cũng đều muốn quay trở lại ủng hộ, thậm chí là giới thiệu thêm cho các bạn những cái khách hàng mới nữa. Nói chung cái tháng 8 âm lịch là cái thời điểm vượng vận quý nhân, vậy nên nó cũng rất thích hợp để ký kết các hợp đồng và mở rộng cái quy mô kinh doanh đầu tư của các bạn. Các bạn hãy tin tưởng hơn vào cái bản thân mình và nhìn vào cái khả năng của mình. Mạnh dạn bắt tay vào những cái công việc mà mình cho là thích hợp. Các bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian công sức, nhưng cũng sẽ thấy được những cái kết quả kỳ diệu nó đến. Không chỉ may mắn trong cái vận trình công việc, mà cái vận trình tình cảm của những người tuổi Sửu cũng sẽ đem lại những cái tin vui bất ngờ cho con giáp này. Nhờ vậy mà các bạn luôn duy trì được cái tinh thần vui tươi, lạc quan, tích cực, đi đến đâu cũng nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Những cái thành tích xuất sắc trong công việc cũng khiến cho các bạn trở nên nổi bật trong mắt của những người khác giới. Các bạn có thể lọt vào mắt xanh của nhiều người và nhận được nhiều cái lời ngỏ ý làm quen. Tất nhiên, cái việc có mở lòng hay không ấy, thì là hoàn toàn phụ thuộc vào cái quyết định của các bạn. Và các bạn hãy cứ gì? Nói chung, ấy, có cơ hội thì các bạn cứ mở lòng. Đấy, biết đâu các bạn sẽ tìm được những đối tượng phù hợp. Các bạn đừng dành tất cả thời gian của mình cho sự nghiệp. Hãy sắp xếp thời gian một cách hợp lý để vui chơi, để giải trí cùng bạn bè, tìm kiếm cái hạnh phúc của riêng mình quý vị nhé. Còn với những người đã có đôi có cặp, thì cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy khá là hài hòa, ấm áp. Hai người luôn dành cho nhau những cái chuyện trò chuyện, trao đổi công việc với nhau hàng ngày. Nhờ vậy mà đôi bên ngày càng thấu hiểu và thêm phần là gắn kết trong. Trong thời gian này nếu có thời gian rảnh rỗi thì đôi bên có thể hâm nóng tình cảm bằng một cái bữa ăn lãng mạn ở những cái chuyến du lịch ngắn hạn, hoặc là gì, cùng tận hưởng thế giới của hai người để có thể là có thêm nhiều cái kỷ niệm đẹp quý vị nhé. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái sức khỏe của những người tuổi Sửu nó cũng không được tốt cho lắm. Đây là cái vấn đề mà những người tuổi Sửu cần phải quan tâm hàng đầu trong cái tháng 8 âm lịch. Có hung tinh nó chiếu mệnh, vậy nên sức khỏe của những người tuổi Sửu có nhiều cái dấu hiệu bị suy giảm, không được như trước nữa. Các bạn cần phải xây dựng một cái kế hoạch nghỉ ngơi, làm việc một cách khoa học, đừng cố gắng quá sức kẻo dễ dẫn đến là cái chuyện là mệt mỏi nó kéo dài, thậm chí là gì, bị kiệt sức. Khi mà tham gia giao thông thì các bạn cũng cần phải để ý kẻo những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mà cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì các bạn nên sắp xếp thời gian đi khám chữa ngay. Càng để lâu thì bệnh tình càng nặng và càng khó chữa, càng tốn kém nhiều quý vị ạ. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp thứ hai được vượng vận quý nhân, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nhờ được cục diện tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ giúp đỡ, tất nhiên là cái vận quý nhân của những người tuổi Tỵ cũng sẽ cực kỳ là rực rỡ trong thời điểm này. Nói chung ấy, cái tháng 8 âm lịch cho thấy những người tuổi Tỵ có nhiều cái cơ hội để phát huy cái thế mạnh của mình trong công việc. Nhờ có quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ, vậy nên bản mệnh luôn giữ được cái sự bình tĩnh khi đối diện với các vấn đề, từ đó đưa ra những cái quyết định chính xác nhất. Tầm nhìn xa trông rộng cũng sẽ giúp các bạn phát hiện ra những cái vấn đề còn tiềm ẩn và hướng tập thể đến những cái hướng đi đúng đắn hơn. Thậm chí các bạn còn có thể trở thành những người mà đi tiên phong, dẫn dắt bạn bè, đồng nghiệp vượt qua những cái khó khăn. Những cái gì mà các bạn thể hiện được trong tập thể khiến cho lãnh đạo đánh giá các bạn rất là cao. Đối phương có thể dành cho các bạn những cái lời khen có cánh. Song đừng vì thế mà lại quá tự tin vào bản thân. Quý vị nhé! Nếu mà quý vị quá tự tin, quá lơ là, quá chủ quan ấy, hoặc là quá cao ngạo thì cái vận may nó rất dễ nó bị biến mất. Nói chung là chẳng ai có thể mà làm vừa lòng tất cả mọi người được.
một vài cái hung tinh nó cũng thể gây khó khăn, trắc trở, rình rập trong cái thời gian này. Vậy nên những người tuổi Tỵ cũng cần phải chú ý, kẻo luôn gặp những lời ngon tiếng ngọt đấy, hoặc là gì, những cái người nhiệt tình quá với mình ấy, thì các bạn cũng cần phải hết sức chú ý, đặc biệt là với những người làm lãnh đạo. Tốt nhất là trong công việc thì việc nào ra việc đó, các bạn nên giữ vững cái chính kiến của mình, đừng có nghe theo những lời bùi tai. Nếu mà các bạn luôn ý thức được rõ cái tình hình thực tế và cái năng lực của bản thân thì chẳng có gì phải lo cả. Những cái lời của những kẻ tiểu nhân cũng chỉ như là gió thổi bên tai mà thôi. Thưa quý vị, bên cạnh đó, công việc nó hanh thông thuận lợi, nó dẫn đến là cái vận trình tài lộc cũng sẽ có những cái dấu hiệu phát triển đáng mừng. Tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ có dấu hiệu là phát triển rất là tích cực. Vậy nên các quý vị cũng cần phải tập trung nỗ lực hết sức vào công việc, tránh để cho cái chuyện là tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, lại được quý nhân tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó cho thấy các bạn có thể nhận được một cái khoản tiền lời lãi từ những cái mối đầu tư trước đó. Thì ngoài ra các bạn cũng đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường, nên là có một lượng khách hàng ổn định, khiến cho đồng tiền nó chảy vào túi ngày một nhiều hơn, không phải lo đến cái chuyện chi tiêu như bình thường nữa. Tuy nhiên trong thời gian này cũng một vài cái hung tinh nó cũng chiếu mệnh. Vậy nên quý vị cũng hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh, hoặc là bắt tay vào làm một cái lĩnh vực khác, những cái dự án hoàn toàn mới ở thời điểm này. Đặc biệt cũng không nên cả tin nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của những người mà mình không rõ, kéo lại dễ đẩy bản thân vào cái cảnh là tiền mất tật mang. Trên phương diện chi tiêu, dù có dư giả đi chăng nữa thì các bạn vẫn cần phải cân nhắc kỹ khi mà mở hầu bao. Đừng có mua mọi thứ mà mình thích hay là chạy theo cái xu hướng của thị trường mà không suy nghĩ. Nếu mà chi tiêu quá hoang phí, các bạn sẽ chẳng thể nào giữ được một đồng tiền tiết kiệm nào cả. Đến lúc xảy ra sự cố thì sẽ phải đi vay đi mượn và dễ lâm vào cái cảnh bối rối. Thưa quý vị, nói chung trong tháng 8 âm lịch thì các hoạt động tiệc tùng tụ tập cũng sẽ tốn của những người tuổi Tỵ một khoản khá. Tuy nhiên các bạn cũng nên cân đối nhé, vì cái khoản này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ mở rộng được cái mối quan hệ của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng là một cái điểm sáng rực rỡ đối với những người tuổi Tỵ. Cái vận trình tình cảm thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Tỵ có những cái bước đột phá trong thời gian này. Vợ chồng thì hòa hợp, yên vui và đã biết gì trò chuyện với nhau. Do được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ, vậy nên là cái tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết. Trong thời gian này thì các bạn nên quan tâm đến gia đình, đến bạn bè nhiều hơn, tích cực tâm sự với bạn đời của mình, tránh để kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nói chung với vợ chồng cần phải là gì? Ưu tiên cái hạnh phúc. Vậy nên quý vị đừng có nói những cái lời khó nghe, đừng có mang cái áp lực công việc về mà đè nặng lên những người bạn đời của mình quý vị nhé. Và những người độc thân trong thời gian này cũng có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ giao lưu, vậy nên là quý vị cũng sẽ rất dễ tìm được một người ưng ý, chỉ là các bạn có chịu mở lòng mình ra đón nhận mà thôi. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, trong thời gian này tình hình sức khỏe của những người tuổi Tỵ cũng không gặp phải cái vấn đề nào quá lớn. Dù nhiều khó khăn rắc rối xảy ra, nhưng mà may là các bạn cũng không suy nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực, tự dằn vặt bản thân khiến cho bản thân bị mệt mỏi. Quý vị hãy học cách chia sẻ những cái rắc rối mà mình đang gặp phải với những người đáng tin cậy. Các bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn khi mà có người giúp đỡ vượt qua mình được những khó khăn đó. Dù công việc có bận rộn thì các bạn cũng đừng quên dành thời gian để mà luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh. Khi mà có sức khỏe rồi thì các bạn làm việc sẽ tập trung hơn và cái hiệu suất công việc nó cũng sẽ được cao hơn. Đó là những người tuổi Tỵ con giáp may mắn thứ hai được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn được cục diện quý nhân lục hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này nói chung cũng là một cái khoảng thời gian mà cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Thìn sẽ có những cái bước tiến triển đáng mừng trong suốt cái thời gian này. Và mọi công việc, mọi cái nỗ lực của các bạn bỏ ra đều được đền đáp một cách xứng đáng. Vì vậy các bạn đừng có ngại cống hiến và cố gắng hết sức mình các bạn nhé.
Khoảng thời gian này nhìn chung các bạn sẽ khá là bận rộn, nhưng mọi việc không quá là khó khăn. Chỉ cần các bạn lên kế hoạch cụ thể cho từng cái hạng mục công việc và tiến hành tuần tự từng bước một. Thậm chí là các bạn sẽ còn có thời gian rảnh để làm những điều mình thích nữa. Công việc nhóm cũng tiến triển một cách khá suôn sẻ thuận lợi, sẽ giúp cho các bạn có được những cái công việc khá là ổn định. Trong thời gian này, mọi việc nó suôn sẻ bởi các bạn đã biết lắng nghe và hợp tác với mọi người xung quanh. Mọi người cũng đồng tâm hiệp lực cùng đưa ra những cái giải pháp và tìm kiếm cái định hướng, nên là cái công việc khó đến mấy cũng sẽ được giải quyết xong xuôi. Nếu mà có cơ hội học tập hay là tiếp xúc với những cái lĩnh vực mới trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ nhiệt tình học hỏi. Có thể trong quá trình ấy các bạn sẽ tiếp thu được nhiều cái kiến thức hữu ích, thậm chí là giúp cho bản thân vượt qua được những khó khăn. Đó. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người tuổi Thìn ấy, thì với những cái thành tích cao trong cuộc sống có thể giúp cho các bạn nhận được những lời khen ngợi và tán thưởng của cấp trên. Xong đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, bởi vì trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh nó rình rập. Các bạn vẫn luôn thì cần phải cẩn thận với, đừng để đắc tội với kẻ đạo nhân nhé. Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông, vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thìn cũng có những cái điểm sáng nhất định. Các bạn làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, công sức lao động thì luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người làm công ăn lương, các bạn nhiệt tình, chăm chỉ và quyết tâm trong công việc, nên là luôn hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, cũng được nhận được những cái thành tích xuất sắc trong công việc, từ đó sẽ có được cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ giúp cho những người làm ăn kinh doanh gặp được những cái người đồng chí hướng. Đôi bên có thể có cái phương thức làm ăn tương tự nhau, cùng hướng đến một cái mục tiêu chung, nên là khi trò chuyện rất là ăn ý. Bản mệnh nên tranh thủ ký kết cái hợp đồng với đối phương, đôi bên cùng nhau hợp tác với nhau ấy, cũng sẽ khiến cho công việc nó được thuận lợi, thậm chí là kiếm về được một khoản gấp nhiều lần so với dự tính. Tuy nhiên, do có một vài cái hung tinh nó tác động nên trong thời gian này quý vị vẫn có nguy cơ xảy ra đó. Chủ yếu là trong các hoạt động mua sắm và quý vị dễ bị mất tiền mất bạc vào những cái chuyện không đâu vào đâu đó. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thìn trong thời gian này thì cũng quá là rực sáng. Nói chung trong thời gian này có nhiều cái tin vui nó đón về với cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn. Dưới sức ảnh hưởng của cục diện là lục hợp, kèm theo đó lại có cái đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Thìn đấy cũng sẽ có được những cái niềm vui. Đấy, những người độc thân thì có thể vô tình gặp được những cái người phù hợp với mình. Đôi bên thì có nhiều cái quan điểm trùng với nhau, vì thế mà cái quá trình trò chuyện nó diễn ra lại được ăn ý. Nói chung khi ở bên người ấy các bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ và có thể cười không ngớt. Bên cạnh đó, với những người đã có đôi có cặp thì hai bạn càng ngày càng thấu hiểu nhau. Dù gặp bất cứ cái vấn đề nào trong cuộc sống, hai bạn cũng sẽ cùng thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng nhau vượt qua những cái đó. Với những người đã có đôi có cặp, với những người đã lập gia đình ấy, thì cái quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái cũng khá là hài hòa, êm đẹp. Nói chung đây là một cái thời gian mà giúp cho những người tuổi Thìn có được cái động lực để mà làm việc hơn, khi mà cái gia đình luôn là cái nơi để mong ngóng trở về. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Bên cạnh đó, cái vận trình sức khỏe của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng khá là ổn định. Công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc khiến cho cái tâm trạng của các bạn luôn cảm thấy vui vẻ, hăng hái và sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc. Các bạn hãy sắp xếp thời gian rảnh để có thể rèn luyện thể dục thể thao đều đặn. Như vậy thì các bạn sẽ khỏe mạnh hơn, tránh được nhiều cái bệnh tật không đáng có. Trong thời gian này dù bận rộn đến mấy thì quý vị cũng cần phải là gì? Giữ gìn cơ thể nhé. Và ăn uống nghỉ ngơi điều độ để phục vụ cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Quý nhân tam hội Thân Dậu Tuất nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Thân có những cái bước đột phá nhất định. Hơn nữa Thân Tí Thìn lại đào hoa tại Dậu. Nói chung là trong thời gian này những người tuổi Thân cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn và dễ dàng mở rộng được cái mối quan hệ kinh doanh làm ăn của mình.
Có thể thấy rằng những người tuổi Thân cũng đang có những cái bước tiến triển cực kỳ là nhanh chóng cho cái vận trình sự nghiệp của mình. Cái tháng 8 âm lịch là cái thời điểm mở ra cái cơ hội. Nếu mà nhanh chóng nắm bắt thì các bạn không sợ, không gặt hái được những cái thành công và cũng khẳng định được cái vị thế của mình. Cái cục diện tam hội nó cũng đem đến cái vận quý nhân cho bản mệnh. Đó có thể là những người từ lâu mà quý vị không liên lạc, hoặc là bạn bè hoặc là người thân của chính bạn. Khi gặp được cái cơ hội đã trao tay, các bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân. Các bạn là những người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có cái việc nào khó khăn ngăn cản được các bạn cả. Thì ngoài ra nhờ có quan hệ đồng nghiệp, bạn bè rất là tốt đẹp mà các bạn cũng không hề ngần ngại khi mà đứng trước những khó khăn, những thử thách. Bởi các bạn biết xung quanh mình thì không bao giờ thiếu những người đứng ra giúp đỡ. Thời điểm này nhờ có tinh thần đoàn kết mà công việc của mọi người tiến quyển triển được một cách nhanh hơn, gọn gàng hơn và dễ dàng hơn. Với những người trẻ tuổi, các bạn cũng sẽ được người thân chỉ ra cho những cái đường hướng phát triển mới và cũng nhanh chóng nắm bắt cái thị hiếu cũng như là gì, nắm bắt cái công việc. Từ đó mà cũng sẽ có được những cái thành công nhất định đối với mình. Nói chung trong tháng này cũng là một cái tháng tốt đẹp với những người làm lãnh đạo. Các bạn sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến một cái đích đến cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn. Các bạn không chỉ chinh phục được cái lòng tin của cấp dưới mà còn khiến cho những người cấp trên của mình cũng sẽ đánh giá rất là cao. Đó. Nói chung công việc nó thuận lợi, vậy nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân ấy cũng mở ra cái cơ hội đáng mừng. Nhờ có cục diện tam hội nó giúp đỡ, đây cũng là cái yếu tố thúc đẩy khiến cho các bạn bắt tay vào công việc gì cũng được thuận lợi hơn hẳn. Thậm chí là có khả năng thu về những khoản tiền lời lãi lớn hơn so với dự kiến. Thời điểm này, các bạn cũng gặp được những cái đối tác và những cái khách hàng đầy triển vọng. Đôi bên có chung cái mục tiêu và hợp tác làm ăn ăn ý. Nên là những cái bất đồng, những cái khúc mắc trước đó cũng đều được giải quyết, khiến cho các bạn mở ra nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, rủng rỉnh. Thậm chí nhờ được quý nhân tương trợ giúp sức, vậy nên là trong thời gian này các bạn có thể hoàn thành được những cái dự án lớn một cách vô cùng là nhanh chóng và chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu cho những cái mối đầu tư lớn. Nếu như mà đó là cái lĩnh vực mới mẻ thì các bạn cũng nên là gì, nhiệt tình. Các bạn cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và nâng bước, từ đó thu về những cái lợi nhuận đầu tiên. Trong thời gian này, với những người giàu kinh nghiệm thì các bạn cũng nhận định đâu là cái thời điểm thích hợp để mà đầu tư chính xác. Nhờ vậy mà cũng đem về cho các bạn một khoản tiền lời lãi kha khá. Nói chung những cái thành tích cao trong công việc cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân trong thời gian này có được một khoản tiền lương thưởng rủng rỉnh. Vậy nên là các bạn cũng không phải lo lắng cái điều gì cả. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, đặc biệt là được đào hoa tinh chiếu mệnh. Vậy nên là xung quanh các bạn không bao giờ thiếu những người săn đón, bày tỏ cái tình cảm của mình. Quan trọng là các bạn rung động với ai và chọn lựa ai mà thôi. Thêm nữa, dưới cái tác động của nguyệt lệnh nữa, vậy nên những người tuổi Thân cũng bắt đầu để ý đến cái ngoại hình của mình. Nhờ vậy mà có được sự thay đổi lớn hơn và cũng sẽ thu hút được những người xung quanh. Nói chung, trong cái tháng 8 lịch các bạn cũng sẽ nhận được nhiều lời làm quen của các đối tượng khác phái. Xong các bạn cũng không phải là không để ý đến ai một cách có vội vàng, quý vị nhé. Nói chung đây cũng là cái quyền lựa chọn của các bạn đấy. Vì vậy quý vị cũng cần phải đưa ra những cái quyết định đúng đắn với mình. Và để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là tăng cường cái vận may cho mình thì các bạn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi Thân thì cũng không có điều gì phải lo lắng. Những người tuổi Thân sẽ không gặp phải cái vấn đề nào về sức khỏe đáng lưu tâm trong thời gian này. Hơn nữa, càng lúc các bạn lại càng ý thức được cái tầm quan trọng của sức khỏe, nên là các bạn cũng sẽ sẵn sàng xây dựng được những cái mối quan hệ hoặc là cái lối sống khoa học và thực hiện một cách nghiêm túc. Các bạn hãy thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao đấy với mọi người xung quanh. Cái việc ấy nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái sức khỏe. Khi mà có được một cái sức khỏe tốt thì cái tinh thần của quý vị trở nên phấn chấn hơn và làm việc cũng sẽ đạt được cái hiệu suất cao hơn quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp vượng vận quý nhân trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.